chào quý anh các bạn quay trở lại với kênh phụ tùng máy thủy nhật và thiết bị thay thế cho tàu thuyền. Hôm nay Tiến xin gửi đến quý vị các bạn một video giới thiệu review bộ hơi của hãng Dân Ma cho động cơ là 4BH. Với thông số của em này đó là đường kính xi lanh là 95mm và em này sở hữu một cái bộ hơi tương đối là phải nói là rất chất lượng ha, kèm theo bít tông là gồm có Izumi của chiến hãng ha các bạn ha, tem chống giả này và các gói cạnh hộp nó đóng rất là cực kỳ là sắc nét ha. Đó là hộp của bít tông. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết từng món trong cái bộ hơi. Thứ nhất đó là bít tông, đây là bít tông các bạn, mình chia sẻ anh em ha. Đây là bít tông có logo của hãng Dân Ma, bên trong thành của bít tông, và bên này đó là một cái tên thương hiệu của hãng sản xuất, đó là hãng Izumi. Thì như mình đã giới thiệu anh em các bạn, Izumi thì nó sản xuất rất là nhiều cho các hãng trên thế giới đó. Rồi hãng cho Mitsu này, rồi Isuzu, rồi Yanma, rồi Komatsu, Nissan, tất cả các hãng máy các bạn ha, rất là đẹp. Như các bạn nhìn bê tông rất là sắc sảo ha, với bồn nổ 51 và ắc 32 bạc 4 rãnh ha các bạn ha. Và tiếp theo đây là một bộ hơi của NBR. Em này thì sử dụng chung 6BH và 4BH là sử dụng chung các bạn ha. Đây là bạc NBR của Nhật. Tuy nhiên đây là hàng của gia công Đài Loan các bạn ha, hàng Đài Loan. Thì đây là bạc 4 rãnh các bạn ha. Trên tay của mình đây là cầm 4 cái bộ bạc của 4BH, 6BH. Có khắc cái chữ trên mép nối là NBR của rãnh bạc các bạn ha. Bạc rất là đẹp ha, rất là sắc sảo. Tiếp theo đây là những cái phốt kit các bạn ha, phốt kit của nóc rất là chất lượng. Đây là một bộ hơi mà mình đang ship cho khách hàng, thì mình làm một cái video để chia sẻ đến anh em các bạn, và anh em các bạn có thông tin để lưu lại khi nào mà cần đặt tour máy thì cứ nhắc con máy lên và alo cho Tiến, số điện thoại 0903 070753 ở bên dưới của video ha các bạn ha. Tiếp theo đây là cặp miễn các bạn ha. Đây là miễn của Li, của LLE của Đài Loan các bạn ha. Bạn thấy made in Taiwan. Đây là một bộ miễn tương đối, phải nói là tương đối đủ tốt ha, chứ không phải là tốt hẳn đâu. Tốt hẳn thì nó có một cái hãng gọi là chính hãng, tất cả đây là mình hàng OEM của Đài Loan, vừa túi tiền cho anh em và xài chất lượng được vài ba năm, loại rất là ok các bạn ha. Thì đây là cặp miễn của 4BH, khá là đẹp ha. Đây là miễn 3 lớp, rất là đẹp ha, rất là đẹp, tóc tăng đa các bạn ha. Một số máy động cơ ở bên Nhật mình thấy người ta vẫn thay thế dùng cái bạc này rất là nhiều các bạn ha, cho cái hãng này. Cái hãng hiện tại là LLE là khá phổ biến ở trên thế giới các bạn, được cái thị trường chấp nhận, xài rất là ok. Thì mình xin giới thiệu cho anh em các bạn ha. Và phía sau này đây là một cái sơ mi các bạn ha. Cái sơ mi của M4BH. Đây là xài sơ mi nước rất là dày ha. Nó có hai loại, cũng là một hãng, nhưng mà sơ mi trắng và sơ mi đen. Rất là nặng ha. Mình chưa khui ra nên chưa so cho anh em được. Mình video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cùng anh em các bạn ha. Ok, thì video đến đây cũng kết thúc. Trong cả các món gồm một món này là sơ mi này, là cylinder, hai là miễn ha. Bấy giờ thì khách hàng này chưa có sử dụng đến, thì thay miễn thì mình bán miễn và giới thiệu cho anh em. Thứ ba là bít tông, và thứ tư đó là bạc xi măng, bạc hơi.
và thứ năm đó là Fugit. Ok, có đầy đủ các ngói cho nên sử dụng ha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi video giới thiệu review sản phẩm bồ hơi của 4BH95mm đường kính xi lanh. Và anh em đừng quên theo dõi hết video để gặp nhiều cái sản phẩm được giới thiệu trên video này. Và anh em có nhu cầu cứ nhắc máy lên alo số hotline 0903070753 ở bên dưới ha. Các bạn nhớ lưu số điện thoại lại trên máy các bạn khi nào cần phụ tùng cứ alo giúp mình nha. Mình sẽ xếp đến tay quý nơi các bạn toàn quốc ha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và theo dõi video. Các bạn nhớ bấm nút like và subscribe kênh để mình ra nhiều video thú vị hơn, hay hơn để chia sẻ đến quý anh em các bạn nha.